tôi sẽ nói thể lệ ở vòng thi thứ nhất. Ở vòng này thì đầu tiên tôi sẽ đọc câu hỏi khảo sát của chúng tôi, và các bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ và tìm ra được kết quả khảo sát của chúng tôi là bao nhiêu. Nếu như đáp án của các bạn gần đúng với đáp án khảo sát của chúng tôi thì các bạn sẽ ghi được 1 điểm. Và người nào ghi được 3 điểm đầu tiên sẽ là người được bước vào vòng 2, vòng đặc biệt, vòng bậc thang. Các bạn nhớ là mình chỉ có 10 giây suy nghĩ thôi nha. Bây giờ các bạn chuẩn bị tinh thần đến với vòng 1 của quyền năng số 10. Câu hỏi số 1 như sau. Có bao nhiêu phần trăm số thanh niên còn độc thân ở độ tuổi từ 22 đến 25 được khảo sát năm 2003 trả lời rằng họ chưa từng có người yêu? 10 giây bắt đầu. Nghĩ là 60. 50%. Trong 10 giây các bạn hãy suy nghĩ thật chín chắn và hãy đưa ra kết quả. 60. Nếu như các bạn có đáp án gần đúng với chúng tôi thì các bạn sẽ là người chiến thắng. Bạn Hoàng chọn bao nhiêu ạ? 50% anh Minh. 50% thôi. Tại sao bạn nghĩ ít như vậy? Bây giờ thanh niên chúng ta yêu rất nhiều. Còn năm 2003 cũng vậy, chắc chắn là tình yêu luôn luôn là vĩnh cửu. Nhưng mà theo Hoàng thì đa số đàn ông như tụi mình có con gái hỏi có người yêu chưa, trả lời chưa. Nhưng mà bạn lại bật mí ra vậy rồi. Những người bạn gái mà đi xem xong cái chương trình Quyền Năng số 10 này sẽ nói bạn là người giả dối thì sao? Thế còn bạn, bạn nghĩ sao ạ? Em cũng nghĩ như anh Hoàng vậy đó. Đa số con trai hình như mỗi lần mà người con gái mà quen hỏi đến có người yêu chưa thì đa số con trai nó chưa có. Nhưng còn bạn, nếu như bạn là con gái đi mà một người nam hỏi bạn, bạn có người yêu chưa, bạn có trả lời là có hay không? Tất nhiên là em sẽ trả lời là có. Tại sao vậy bạn? Tại vì đối với em là em thấy tình yêu là em quan trọng. Đúng là sự suy nghĩ của phái nữ khác phái nam phải luôn luôn là phải khác nhau rồi. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem khảo sát của chúng tôi là bao nhiêu nhé. Bao nhiêu đây ạ? Từ 50 đến 60, không biết bạn nào sẽ chiến thắng. Xuống. Xuống hay lên à, bạn Hoàng nghĩ sao? Xuống. Thanh trượt lúc nào cũng làm cho chúng ta bất ngờ. Xuống rồi. 35%. Yeah. Xin chúc mừng bạn. Bạn đã ghi được 1 điểm và đang dẫn trước bạn sinh nguyện của chúng ta. Bây giờ đến với câu hỏi số 2 nhé. Bạn tự tin lên, cố gắng nha. Dạ. Câu hỏi số 2 như sau. Có bao nhiêu phần trăm thanh thiếu niên ở nước ta được khảo sát năm 2003 cho biết họ tự hào về bản thân mình? 10 giây bắt đầu. 40%. Hãy suy nghĩ thật kỹ trong vòng 10 giây nha bạn. 50. Bạn Hoàng chọn 40 và bạn Trinh của chúng ta chọn 50. Bạn có tự hào về bản thân mình không? Có bao giờ không? Đôi khi. Nhất là lúc nào? Nhất là những gì đối với gia đình hay là đối với bạn bè hay là đối với người yêu của mình? Em thấy là đối với gia đình. Đối với mình thì bạn nghĩ là bạn tự hào đúng không? Dạ. Tại sao bạn tự hào điều đó? Tại bạn vì em làm được nhiều điều việc gì không? Tất cả những công việc, những cái gì đó đều là do sự lựa chọn của em. Và em luôn cố gắng làm điều đó cho tốt cho gia đình. Và luôn luôn đạt kết quả thành công đúng không ạ? Dạ. Chúc mừng bạn, sự tự tin của bạn. Cảm ơn bạn. Thế còn bạn Hoàng, bạn nghĩ sao? Theo Hoàng thì khảo sát thanh niên ở nước ta vào khoảng năm 2003. Thì năm 2003 chúng tôi Hoàng cũng là thanh niên. Thì trong thời gian đó thì bản thân mình giống như là vừa đi học đại học. Thì mình chưa có thành đạt. Đúng rồi. Thì theo Hoàng nghĩ thì chưa thành đạt không thể nào tự hào được. Có nghĩa là bạn nghĩ là khi nào thành đạt thì chúng ta mới tự hào. Đúng rồi. Cũng một ý nghĩ hay. Nhưng để xem là khảo sát của chúng tôi là bao nhiêu nhé. Có bao nhiêu phần trăm số nam thanh niên ở nước ta trả lời rằng họ tự hào về bản thân mình? Bao nhiêu đây ạ? Xuống hay lên ạ? Xuống. Ít nhất cũng phải nhường bạn gái một lần chứ. Bây giờ lên đi. Lên đi. Lại xuống rồi. Xuống rồi. Wow. 24%. Không biết nói sao giờ. Bạn Trinh hình như là bạn đang nhường bạn Lý Hoàng đúng không ạ? Bạn cố gắng lên nha.
Bạn đã được giải thưởng đó là 10.000 đồng. Bạn có muốn bước thêm đất nữa không hay là mình dừng cuộc chơi tại đây? Chơi tiếp anh Minh. Chơi tiếp hả? Người cho giúp nghĩ sao? Chưa đủ tiền đổ xăng về mà anh. Đúng rồi, chưa đủ tiền đổ xăng về. Hay lắm. Mời bạn đến với nấc thang số 2, biên độ là 30%. Câu hỏi như sau: có bao nhiêu phần trăm số người tại quận Tân Bình được khảo sát trả lời rằng họ không sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh? Đây là một câu hỏi tương đối dễ luôn á. Tại thường là những người ở quận Tân Bình là những dân nhập cư mới, và họ từ Bắc chí Nam họ đến với quận Tân Bình rất là nhiều. Bạn có hiểu khán giả bao nhiêu khán giả không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem khảo sát của khán giả tại trường quay là bao nhiêu nhé. Xin mời biểu đồ. Khán giả nghĩ sao ạ? 45%, 47% thôi à? Sao vậy? 55, bạn nghĩ 85 sao? Đi. Cho nó cao chút đi. Tôi cao chút hả? Ừ. Theo bản thân tôi mà nghĩ là phải số này là phải phần trăm cao lắm. Rồi, em quyết định luôn. Cao chút đi. Xuống hay lên à? Lên chút đi bạn. Lên chút đi. Bạn Hoàng có từng đến quận Tân Bình chưa? Rồi. Và bạn có bạn bè nhiều ở đó không? Có. Và có phải là những bạn bè của bạn là ở vùng khác đến không ạ? Đúng rồi. Vậy bạn nghĩ bao nhiêu phần trăm? 40, 70. Đây là biên độ 30% nha bạn. 40, 70. 40, 70. Bạn chính xác chưa? Chính xác à? Kéo cần. Xin mời bạn. Bạn Hoàng chúng ta đã đưa ra biên độ đó là 40% đến 70%. Còn khảo sát của chúng tôi tại quận Tân Bình là bao nhiêu đây? Xin mời. Xuống. Xuống, xuống, xuống. Người dạy giúp nghĩ sao ạ? Có chiến thắng bao giờ này không? Có bước nữa không? Lên nữa không? Lên chút nữa lên được hả? Lên. Thôi được rồi. Nó đang lên đó. Đúng. Thấy chưa, tôi nói đó, nó đang lên. Và nó đang tụt xuống 42%. Bạn lại bước qua được nấc thang thứ hai một cách khá dễ dàng vậy. Bây giờ thì dừng cuộc chơi không? Chơi tiếp. Chơi tiếp. Chơi tiếp. Bạn mỏi chân chưa? Chưa. Chưa hả? Chưa mỏi chân, chơi tiếp à? Chơi tiếp. Thôi được rồi. Xin mời bạn. Và bạn biết giá trị giải thưởng bạn hiện nay là bao nhiêu không? 100.000 đồng. Mời bạn với nấc thang số 3, biên độ là 20%. Câu hỏi như sau: có bao nhiêu phần trăm số người được khảo sát ở quận Bình Thạnh trả lời rằng họ thường giao lưu với hàng xóm của mình? Bao nhiêu khán giả? Thường thì người ta nói là hàng xóm mà tắt lửa, tối lửa tắt đèn có nhau. Nhưng nhiều khi mà gặp hàng xóm mà không được tốt bụng thì cũng hơi mệt. Sao Vũ? 45 tới 65. Chúng ta sẽ cùng nhau xem khảo sát của khán giả ở trường quay là bao nhiêu nhé. Bạn hãy xem. Khán giả trường quay đang nghĩ gì đây? Có thích hàng xóm của mình hay không? Wow, 52%. Khán giả nghĩ vậy đó. Còn người trợ giúp thì nghĩ như thế nào? Em nghĩ từ 45 tới 65. Bạn ở nhà thì có giao lưu thường xuyên với là hàng xóm không? Dạ có không? Nhất là những hàng xóm mà có nhiều căn hộ, có những người phụ nữ đẹp thì bạn có giao lưu không? Như là phải có rồi. Chắc có hả? Còn bạn Hoàng thì nghĩ sao ạ? Hoàng nghĩ là 35-55. 35-55 à? Đây là biên độ 30% nha. Lên chút đi. Xin hỏi bạn 35. Ở nhà có lên chút. Bạn có thường giao lưu với hàng xóm không? Ít lắm. Ít lắm hả? Thì bạn đi lên chút đi, lên chút đi. 35. Bạn nghĩ sao? Nghĩ cao hơn chút nữa. Cao hơn hả? Ừ. Người trợ giúp lên là đi, cao lên hơn đi. Còn khán giả 60. Nghĩ sao? 40-60. Hả? Ừ, có đó được rồi. 40-60. Bạn nên nhớ đây là biên độ chỉ còn có 20% thôi nha. 40-60. 40-60, khoan. Bình tĩnh. Cái gì cũng phải từ từ. Cứ từ từ. Bạn ơi, đây là nhớ là đây là khảo sát của chúng tôi tại quận Bình Thạnh chứ không phải chỉ riêng cá nhân bạn đâu. Có thể bạn không giao lưu thường xuyên với lại hàng xóm của mình, nhưng ở quận Bình Thạnh thì dân cư rất là đông đúc, ra vô chẳng lẽ không có một lời chào sao? Thường thì giao lưu nhiều lắm. Bạn suy nghĩ thật kỹ, khoan kéo cần nha. Bạn kéo cần là bạn sẽ hối hận rồi. Khi mà kết quả không trúng. 45-65. Khoan, 45-65 hả? Người trợ giúp đồng ý không? Đồng ý. Khán giả đồng ý không à?
Kết quả khảo sát của chúng tôi tại quận Bình Thạnh như sau. Xin mời. Lên, lên chút nữa. Không biết lên hay xuống đây à. Xuống. Hy vọng là bạn xuống sẽ đi. Bước tiếp lên. Vào những bậc thang kế tiếp. Xuống. Bạn được đi rồi, à. Được. Lên chút đi. Lên. Hồng, nó đang xuống và đang lên. Được rồi. Wow. Chúc mừng bạn. Bạn rất may mắn và đoán thật là chính xác. 54% nằm vào khoảng 20%. Giải thưởng của bạn đã lên đến 1 triệu đồng. Đó là một chiếc mua điện thoại tại hệ thống siêu thị Viễn Thông A. Bây giờ bạn đã có trong tay 1 triệu đồng rồi. Không biết là bạn dừng cuộc chơi hay là chơi tiếp à? Bởi vì khi bạn chơi tiếp mà bạn không trả lời đúng thì bạn sẽ bị chia cho 10, quay về con số cũ là 100 ngàn đồng. Còn nếu như bạn chơi tiếp thì sẽ được nhân 10, tức là 10 triệu đồng. Bây giờ chơi tiếp được không anh? Chơi tiếp không? Chơi tiếp. Người trợ giúp nghĩ sao ạ? Để chơi tiếp đi anh. Khán giả nghĩ sao? Chơi tiếp. Tiếp ha. Vậy thì mời bạn đến với nấc thang số 4, biên độ là 10%. Câu hỏi của chúng tôi như sau. Có bao nhiêu phần trăm số người ở quận Bình Thạnh được khảo sát trả lời rằng huấn luyện viên Calisto sẽ đưa đội tuyển Việt Nam vô địch SEA Games kỳ tới? Và bạn có tin rằng những người ở quận Bình Thạnh sẽ trả lời rằng huấn luyện viên Calisto sẽ đưa đội tuyển Việt Nam vô địch SEA Games thế giới, SEA Games vào kỳ tới hay không? Theo Hoàng nghĩ thì cái khả năng sao? Cái khả năng mà để cho Việt Nam mình sẽ vô địch đó, ai cũng muốn mình vô địch. Đúng nhưng rồi. Mà cái khả năng theo như ở Bình Thạnh theo Hoàng suy nghĩ á, không tới đâu, khoảng chừng 45 tới 55%. 45 với 55, 10%. Người trợ giúp nghĩ một lần cuối giúp cho bạn Lý Hoàng đi ạ. Nghĩ từ 50 tới 60. Bạn có phải là một fan của bóng đá không? Có nhưng mà ít coi bóng đá. Bạn có thường đá banh không? Bạn có biết đá banh không? Biết mà ít đá. Bạn thường đá ở cái vị trí nào? Chụp à, quân hả? Em chụp thủ môn à. Thủ môn thấy không? Tôi đã đọc được suy nghĩ của bạn. Bạn Hoàng nghĩ sao à? Bây giờ mình có thể dừng cuộc chơi để bảo toàn giá trị giải thưởng của mình. Không, mình chơi bạn tiếp. Bạn đang có trong tay là một phiếu mua điện thoại di động trị giá 1 triệu đồng. Nếu như bạn may mắn được tiếp thì bạn sẽ có một phiếu điện thoại di động trị giá lên đến 10 triệu đồng. Bạn nghĩ sao à? Dừng chơi cuộc chơi hay chơi tiếp? Chơi tiếp. Chơi tiếp và cái số phần trăm của bạn là bao nhiêu đây? 45-55. 45-55, khán giả ủng hộ không à? Xin mời bạn chốt. Bây giờ chúng ta sẽ xem khảo sát của chúng tôi tại quận Bình Thạnh là bao nhiêu nhé. Biên độ chỉ còn 10% thôi. Và tôi tin đúng là bạn Hoàng sẽ chiến thắng không ta? Lên chút đi, lên lên. Là bạn Hoàng sẽ chiến thắng á. Lên. Vì con số đang gần gần. Quá. Chui rồi. Không sao. Đã đến đây chơi là vui rồi. Và bạn suy đoán được số đông khán giả đâu phải lúc nào cũng chính xác đâu. Đúng rồi. Nhưng mà bạn cũng đưa ra, bạn thấy rõ ràng số phần trăm của chúng tôi cũng gần đúng với lại biên độ 10% của bạn, đúng không ạ? Một lần nữa thì xin cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn Hoàng thân mến, bạn đã không vượt qua ở nấc thang này, cho nên giải thưởng của bạn từ 1 triệu bạn sẽ bị chia xuống 10 là còn 100 ngàn đồng. Nhưng mà bạn phải vui hơn, bởi vì ở vòng 1 bạn đã được một bộ trọn gói mobi cạc trị giá 1 triệu đồng. Cộng với 100 ngàn này bạn có thể đổ xăng giống như ý kiến của mọi người trợ giúp của bạn, đổ xăng thoải mái luôn. Và hy vọng bạn sẽ là một khán giả thường xuyên của Quyền Năng số 10. Họ đã từng làm cho đàn ông phải bật khóc. Các bạn nên nhớ, các bạn chỉ có 10 giây thôi. Và 10 giây bắt đầu. Các bạn suy nghĩ trong 10 giây nha và đưa ra đáp án. Theo em là 70%. Còn bạn 50%. Tại sao bạn cho là những người phụ nữ làm cho người đàn ông khóc nhiều như vậy? Dạ, theo em thì đó cũng chỉ là một quy luật phản hồi lại thôi ạ. À. Xưa đến nay thì thường phụ nữ rơi nước mắt trong tình yêu nhiều hơn là phái mạnh. Nhưng mà ở thế kỷ 21 thì có vẻ như các chị và các bạn gái đã quyết định thay đổi tình hình. Và em cảm thấy điều đó xảy ra rất nhiều. Nghe là lật ngược thế cờ à? Dạ vâng. Và bạn đã từng là nạn nhân chưa? Dạ rồi ạ, à. Nên album thứ hai mới có chủ đề là vết tình đấy ạ. À. Ồ.
Còn bạn Mai Thủy thì bạn nghĩ sao ạ? Nếu như bạn là người phụ nữ thì bạn có làm cho đàn ông khóc không? À, có chứ, tại vì cuộc sống như hôm nay vốn có nhiều cái cạnh tranh phức tạp, áp lực. Thì người đàn ông lúc nào cũng là trụ cột của gia đình. Thì khi mà họ đi ra ngoài có nhiều cái áp lực như vậy thì họ sẽ cảm thấy là rất là mệt mỏi. Mà khi mà về nhà gặp một người phụ nữ biết chia sẻ, biết động viên và chăm sóc họ đúng lúc, cho dù đó là những cái điều nhỏ nhặt thôi, là lắng nghe và nấu ăn ngon, thì họ cũng có thể bật khóc. Và cái đó khóc của họ là khóc hạnh phúc. Và chính cái khóc hạnh phúc đó sẽ làm cho họ nhẹ lòng hơn. Rõ ràng, bạn đúng là một thằng báo, bạn nói chuyện rất hay. Và các bạn có biết lý do vì sao mà chương trình chúng ta từ nãy giờ những câu hỏi thường được xoay quanh là những người phụ nữ không ạ? Bởi vì chương trình của chúng ta đang phát vào đúng ngày 20 tháng 10, đó là ngày phụ nữ Việt Nam. Và tôi xin chúc cho các chị em phụ nữ Việt Nam luôn luôn tươi trẻ, luôn luôn thành đạt và luôn luôn gặp nhiều hạnh phúc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem ở quận 4, những người phụ nữ được khảo sát họ sẽ suy nghĩ như thế nào nhé. Bạn nghĩ lên hay là xuống? Bạn nghĩ bạn chính xác ở câu này không? Em nghĩ vậy. Còn bạn Thủy? Tự tin. Ai cũng tự tin hết, không biết nằm ở chỗ nào đây ta. Wow! Chúc mừng bạn Thủy. Bạn là người phụ nữ may mắn và đã trả lời chính xác ở câu hỏi này. Bây giờ thì chúng ta đã có kết quả tỷ số, đó là 1-1, đúng không ạ? Wow. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Có bao nhiêu phần trăm phụ nữ tại quận 4 được khảo sát trả lời rằng họ thích được chồng mình gọi là sư tử Hà Đông? Các bạn có 10 giây để suy nghĩ và trả lời. Bao nhiêu ạ? Dạ, theo em thì là... Bạn nghĩ nhiêu ạ? 20%. 20% thôi. Tôi nghĩ là 25%. Các bạn đã chính xác chưa? Mình có 10 giây đó. Dạ. Bao nhiêu ạ? 25%. Dạ không. Rồi, bạn đã chọn là... 20%. 20%. Dạ. Lý do? Theo em nghĩ thì hình tượng của phụ nữ Việt Nam bao giờ cũng là hiền và thương yêu gia đình, thì em cảm thấy rằng điều đó đáng được trân trọng và đáng được tôn vinh hơn là người phụ nữ đứng đầu tàu trong gia đình. Thế thì còn bạn Thủy, bạn nghĩ nha, nếu như người chồng của mình sau này gọi mình là sư tử Hà Đông, bạn có đồng ý không? Đồng ý, bởi vì chứng tỏ rằng là anh ta chỉ sợ vợ mình thôi. Sư tử Hà Đông của vợ chứ đâu phải của người khác đâu mà sợ, đúng không? Cái đó là chuyện hai vợ chồng thôi. Và bạn biết không, khi dùng từ sư tử Hà Đông thì người đàn ông của chúng tôi thường dí von, thì thường có nhiều cách nói. Thí dụ như có người hỏi là vợ mình là như thế nào thì mình nói là vợ tôi hả, sư tử Hà Đông, là ý là dữ lắm. Còn nếu như mà nể sợ hay là yêu thương, vợ tôi hả, sư tử Hà Đông lắm. Chỉ có khác với nhau câu nói thôi mà nó được tải ra rất nhiều ý nghĩa. Và bây giờ chúng ta xem khảo sát của chúng tôi tại quận 4 là bao nhiêu nhé. Tỷ số của chúng ta hiện nay đang là 1-1, đang hòa nhau. Và ai sẽ là người ghi thêm một điểm ở câu hỏi này đây? Bạn Mai Thủy hay là bạn Nhật Sơn? Wow. Chúc mừng bạn Mai Thủy. Có lẽ là chương trình hôm nay khá ưu ái cho phụ nữ, bởi vì ngày phụ nữ Việt Nam mà, đúng không bạn Nhật Sơn? Chúng ta đang có tỷ số là 2-1 nghiêng về. Cũng được một bộ trọn gói movie card trị giá 1 triệu đồng. Và là người may mắn đi tiếp vào vòng 2, vòng đặc biệt của Quyền Năng số 1. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với Quyền Năng số 1. Chúng ta lại gặp gỡ với tiếp với lại một người phụ nữ được mang tên Mai Thủy. Bạn Thủy thân mến, nếu như bạn được chọn thi Hoa hậu thì bạn có đi thi không? Dạ chắc là không, em thì chỉ có sự tự tin về làm đúng cái nghề của em, đó là phóng viên thôi, chứ còn về sắc đẹp thì em xin
chịu thua hả? Nhưng mà bạn nói là bạn không tự tin thôi. Bởi vì tôi nhìn vào sắc đẹp của bạn thì tôi đoán nếu như có một cuộc thi hoa hậu về nhà báo thì chắc chắn bạn sẽ là người hoa hậu. Và hôm nay thì hoa hậu Mai Thủy của chúng tôi có người trợ giúp là ai ạ? Dạ anh này tên là Tâm ạ. Xin chào bạn. Xin chào anh. Chào anh. Anh có thể tự giới thiệu về mình? Mình tên là Tâm, nhưng mà tên trong đi làm của mình là Minh Ngữ. Mình là bạn của Thủy trong cuộc sống cũng như là trong công việc trước đây. Anh nghĩ bạn Mai Thủy là người như thế nào? Mai Thủy thì rất là dễ mến và Thủy thường đưa ra những quyết định đúng cho bản thân mình. Và anh tin chắc là bạn Mai Thủy có đọc được suy nghĩ của nhiều người không? Tin chắc là vậy. Xin cảm ơn anh. Và ở vòng thi này thì bạn không cần đưa ra số phần trăm cụ thể nào cả, mà bạn chỉ cần đưa khoảng dự đoán. Và nếu như khảo sát của chúng tôi nằm một khoảng dự đoán đó thì chắc chắn bạn sẽ là người chiến thắng. Và cũng có những nấc thang như sau. Ở nấc thang số 1, biên độ là 40%. Nấc thang số 2, 30%. Nấc thang số 3, 20%. Nấc thang thứ 4, 10%. Và nấc thang cuối cùng bạn phải đưa ra số phần trăm chính xác thì chắc chắn bạn sẽ có được giải thưởng lên đến 100 triệu đồng. Và người trợ giúp của bạn cũng sẽ giúp đỡ cho bạn rất nhiều. Khán giả tại trường quay cũng sẽ đưa ra ý kiến và sẽ đưa lên biểu đồ khảo sát tại phim trường. Tôi cũng sẽ giúp đỡ cho bạn rất nhiều. Nhưng bạn phải là người tự tin và quyết định cuối cùng đó là số phần trăm bao nhiêu. Bạn nhớ chưa ạ? Bây giờ thì chào mừng bạn đến với vòng 2 của chương trình Quyền Năng số 10. Đến với nấc thang số 1, 40%. Khảo sát của chúng tôi tại Tân Bình, có bao nhiêu phần trăm phụ nữ trả lời rằng mình chưa từng có cảm tình với người đàn ông nào khác ngoài chồng mình? Bạn hãy suy nghĩ thật chín chắn. Và hãy xem khán giả ở trường quay suy nghĩ gì về và câu hỏi này nhé. Khán giả nghĩ sao à? Bốn mươi phần trăm là cao nhất. Và anh Tâm nghĩ sao ạ? Còn người trợ giúp ạ? Anh nghĩ là 25-65. Rất cảm ơn mọi người, nhưng mà Mai Thủy thì Thủy sẽ cho rằng là 100-60. Bạn nghĩ sao là bạn có cho con số 100%? Bởi vì người phụ nữ thường không nói ra những cái tật xấu của chồng mình à? Tại vì khi đã chọn là chồng thì là luôn phải yêu cả những cái tật xấu và những cái điều tốt. Và khi một cái điều tật xấu mà mình dung hòa được và mình từ từ bằng cái tình yêu của mình nói cho người ta biết mà khéo léo thì cái hạnh phúc nó sẽ lâu bền hơn. Cho nên rằng là sẽ phải tự tin với chồng mình thôi. Lúc nào Thủy cũng nghĩ rằng người phụ nữ là tốt. Thủy chưa tốt nhưng mà Thủy nghĩ mọi người phụ nữ tốt. Và tất cả chúng ta phải cố gắng về điều tốt đó thì phụ nữ luôn được đề cao hơn nữa. Wow. Vậy thì xin mời bạn Thủy hãy chốt đi. Mời bạn, nếu bạn chọn chính xác bạn hãy chốt đi. Chốt rồi. Đó là từ 60-100%. Còn khảo sát của chúng tôi là bao nhiêu đây ta? Bao nhiêu à? Bạn Thủy nghĩ là lên hay xuống? Nó sẽ chạy lên. Chạy lên à? Tại vì có nằm giữa biên độ là 40% không ta? Chắc là không. Wow. Chúc mừng bạn Mai Thủy, bạn là người phụ nữ may mắn đã bước được qua nấc thứ 1, đó là 40%. Bạn có chơi tiếp không ạ? Sẽ chơi tiếp chắc chứ. Chắc chắn là bạn phải chơi tiếp, tôi luôn ủng hộ bạn. Nấc số 2,